Hôm nay mẹ không cho tiền em đi ăn, buồn quá. Em quyết định bỏ nhà đi thì tự nhiên công ty có tiệc kỷ niệm đi xuống dưới Vũng Tàu chơi, may quá. Vì vội vàng dọn đồ đi nên em mặc áo ngược quê quá. Thằng em tôi nó ngủ dữ quá, còn tôi thì say trai lộn say xe dữ quá. Tự nhiên cái được ra ngoài bè ăn trưa thích ghê, ý lộn thích quá. Chắc là có hải sản đây thèm quá. Nhưng mà ăn cơm gà rô ti chứ không có được ăn ghẹ nha mọi người. Cho lau mồ hôi xí chứ mồ hôi quá. Tới nơi ăn trưa rồi mà chờ cơm lâu quá, chắc làm chận quá. Ủa con cái nhà ai mà trẻ bài hay quá vậy? Trời ơi cơm ra rồi mà say xe quá, chắc ăn muỗng thôi. Tới nơi rồi hai đứa xài hai cái vali y chang, chắc quánh nhau để giành vali quá. Tại vì tôi rất là nhẹ cho nên mỗi lúc ngồi chờ tôi hay ngồi lên cái vali như vậy nè, chắc cái vali nó đình công quá. Ngồi chán quá cho nên tôi quyết định kéo vali đi review khách sạn nha. Thì đó cái này nó như vậy, còn cái chỗ kia nó như vậy. Đó cái sảnh thì nó như vậy nè, cái chỗ bên kia nó như vậy, chỗ nọ nó như vậy. Đó chỗ xa xa nó như vậy, chỗ gần gần nó như vậy. Đó chỗ cái sảnh thì có mấy cái cây nó như vậy, có cái đài phun nước nó như vậy, có cái quầy lễ tân nó như vậy. Rồi xong đó, xong hết ra. Khát nước quá thì mình đi order nước, xong mình đang ngồi uống nước rất là sang chảnh. Thì có mấy anh chị nhân viên muốn chụp hình chung với mình, trời đất ơi ngại quá. Ngại thôi chứ ai kêu chụp hình là mình nhào vô mình chụp liền, mình bô dáng như siêu mẫu rồi đó, tạo hình trái tim đồ. Sau đó thì mình được nhận phòng thích quá đó, mình đi vô phòng mình review cho mọi người đó. Cái phòng vậy đó là cắm vô mở đèn lên vậy đó, rồi xong nếu vô thì cái phòng nó có cái giường vậy đó đó, nằm lên vậy đó, xong té vậy đó, rồi xong đứng dậy đi tiếp, nó có cái cửa sổ vậy đó kéo ra vậy đó, xong nó tiếp tục có cái giường thứ hai vậy đó, rồi xong nó có cái nhà vệ sinh, nó có cái tủ. Thì cái khách sạn nào nó cũng có y chang vậy đó chứ không có gì review hết mọi người. Rồi khúc này mình lên đồ xinh quá, xong mình làm tóc cũng xinh quá, xong tụi mình hẹn nhau trước mà tụi mình mặc đồ ăn rơ quá chừng luôn á, rồi tụi mình cùng nhau chụp hình thảm đỏ vui vẻ quá chừng luôn á. Rồi mình bước vô tiệc khúc này là thích quá trời thích luôn. Ở trên sân khấu đang diễn văn nghệ, ở dưới cổ vũ quá trời cổ vũ luôn. Ăn món đầu tiên là món súp nhìn quý tộc quá. Ăn món thứ hai là món sườn nhìn sang chảnh quá. Đó cách ăn rất là sang chảnh. Đang để điện thoại trên cái bàn xay để quay thì anh Đức anh xây cái bàn, anh xây luôn cái điện thoại qua mọi người ơi. Và có một chuyện làm tôi tức quá trời tức, đó chính là lúc tôi đang ăn món cá thì tầm tắt đèn ngôi tất tố nha mọi người. Sân khấu tắt đèn đó xong nha, tôi phải nhờ bạn tôi bật đèn flash lên để tôi ăn tiếp nè mọi người. Coi ca nhạc rất là hấp dẫn, không hề buồn ngủ và ngủ gục nha. Cả team mình cùng nhau vô một cái cho nó sơm vậy thôi à. Sau đó thì tới khúc chơi DJ thì ba đứa mình cùng nhau nhảy vũ điệu khởi động, thật là heo thì quá. Tiếp theo thì bọn mình cùng nhau múa trên cái ghế, thật là sexy quá. Khúc này mình và Hà đồng diễn thật là ăn ý quá. Tiếp theo thì mình cùng trình diễn tiết mục tung hứng vô cùng điệu nghệ và nhận được nhiều tràng pháo tay cổ vũ từ phía khán giả. Sau đó thì em tiếp tục trình diễn tiết mục giữ thăng bằng đó, khó quá. Sau khi ăn uống chơi bời xong thì em mệt quá, vậy em trở về phòng. Giờ thì clip dài quá rồi, mọi người chờ phần 2 nha, bye bye. Review Vũng Tàu phần 2 vẫn là ngày đầu tiên nhưng mà trời đã về khuya, và lúc này là sau khi tôi vừa ăn tiệc xong nhé. Tiệc tùng xong thì phải trở về phòng của mình nha. Mọi người có thấy cái áo sweater tôi mới mặc lần đầu không? Khi tôi về phòng tôi mới phát hiện thì nó dính lông đầy cái tay của tôi luôn nha. Sau đó thì cả team cùng tụ tập vô một phòng để chơi ma sói. Nói nhỏ tôi bóc trúng con sói đó nha. Niềm hạnh phúc khi được làm sói đó chính là cắn những người bạn của mình ngay những đêm đầu tiên đó nha. Sắp cắn người ta rồi mà làm cái mặt ngây thơ chưa kìa. Sáng sớm mở mắt dậy đó, nắng ban mai lúc 9 giờ sáng, vậy là sớm hơn mấy ngày khác rất là nhiều rồi nha. Sau đó em lật đật đi ăn sáng, lâu lâu mới ở khách sạn sang trọng Malibu đồ, thì mình phải tranh thủ đi ăn buffet sáng chứ mà đi xuống trễ đâu người ta đóng cửa là nhịn đói ráng chịu à nha. Em là ăn đồ ăn rất là healthy, sô đồ phộng nha đó, thịt nha đó, hạt điều nha đó, bắp nha đó, lạp xưởng nha, thịt bò nha đó, bánh bột lọc nha, rồi trộn vô ăn chung nha. Thật ra là nãy giờ em giỡn thôi, đây mới là sự thật nha. Sáng thì ăn buffet rất là nhiều món mà mình chỉ ăn để giữ dáng, thì mình chỉ ăn một vài loại hạt với bánh thôi chứ mình không ăn cái gì nhiều hết nha. Cái bên cạnh này của ai không phải của em nha mọi người. Mình ăn sáng xong thì mình ghé thăm em Huy, thấy em ngủ ở sofa thấy thương em quá, nhưng mà thôi kệ em luôn nha. Khúc này tiễn em Huy về Sài Gòn, tự nhiên cảm thấy Vũng Tàu bây giờ yên bình lắm mà nha. Thì 10 giờ sáng mọi người đi team building thì còn mình ở phòng ngủ nha. Xong rồi ngủ đã đời cái mình dậy mình đi ăn bánh khọt nha mọi người nha. Mình vô quán bánh khọt mình ngồi xuống nha, xong rồi bánh khọt ra này nha. Xong đó mình gấp bánh khọt bỏ vô cái tô nha. Xong đó mình chấm nước mắm, xong bắt đầu mình bỏ vô miệng mình ăn nha. Mình nhai xong mình nuốt nha. Rồi tính tiền thì mình để sếp mình trả nha. Thì tới giờ ăn trưa, bọn mình vừa ăn bánh khọt xong rồi bọn mình ăn trưa nữa, thì bọn mình là con heo chứ không phải con người mọi người ạ. Thế là bọn mình rủ nhau đi cà phê. Ok, và chầu này vẫn là sếp mình trả nha, và mình luôn luôn sẵn lòng nha. Hu hu, mình tưởng là mình sẽ có một buổi chiều nghỉ ngơi, ngồi ngắm nhìn biển và nhớ về crush nhỏ bé của mình với những giấc mơ đẹp, thì mình nhận được tin là mình phải đi hội nghị kinh doanh của công ty nha. Tất cả thông tin của cái cuộc hội nghị này đều được bảo mật, chỉ có ba bạn này là mình được công khai nè mọi người ơi. Biết ba bạn này không? Ai làm gì làm, em tới đây chủ yếu để ăn nha. Khúc này em đi ăn rất là sang trọng, không hề hèn hạ nha mọi người. Em cầm cái dĩa lên cho nó cao nha.
để mình hứng đồ ăn ở một cái vị trí nó cao sang nhất. Khúc này em đang định quay cảnh em ăn con tôm thì chị admin của Bay Bay đến này mệt ghê thọc cái tay qua lấy đồ ăn rất là có duyên nha. Liếc nè. Tối về ở dưới Vũng Tàu thì mình chỉ có một mình ôm rất là cô đơn nha mọi người, không có hề đông đúc và vui đùa vui vẻ đâu nha. Sáng ngày thứ ba thì mình dậy sớm quá, mình dậy ngay đúng giờ về luôn, không kịp ăn sáng gì hết đó, phải kéo vali xuống cái sảnh chuẩn bị check out đi về nè. Khúc này quay chung với mấy chị của mình, ai thấy kịp thì thấy nha. Và đây là quang cảnh hai siêu mẫu Bông Tím và Ha Ha đang kéo vali của mình rời khỏi khách sạn Malibu. Một niềm hạnh phúc chào dân dành cho thành phố Vũng Tàu vì đã tiễn được hai bà khùng về lại Sài Gòn. Đi ba ngày mình cũng không nhớ Sài Gòn gì mấy cho nên mình leo lên xe rất là từ tốn nha. Tới chỗ ngồi mình vô giót liền, nếu mà mình thất là mình say xe cho nên mình phải ngủ nha. Ok, về tới Sài Gòn rồi nhìn mặt ai cũng mệt mỏi lắm nha. Rồi thế là cả bọn quyết định vô quán lẩu ăn tiếp để lấy lại sức nha. Giờ ai cũng mệt mỏi hết rồi nên mọi người ăn ít lắm nha. Rồi nói chung là clip hết rồi nha.